Hello, lại là em Ken đây. Chào mừng chị bạn quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio ha. Đó, lần đầu tiên cho anh chị nào mà mình vừa mới biết đến bên Ken Audio của em thì chuyên về các cái bàn mixer nè. Đó, rồi micro karaoke không dây nè. Đó, rồi các cái bộ hát thu âm livestream, rồi loa Bluetooth, loa kéo xách tay, đó phụ kiện âm thanh điện tử có đầy đủ ha anh chị bạn. Thì nếu mà mình có nhu cầu mình có thể liên hệ vào số hotline hoặc là nhắn tin Zalo cùng một cái số điện thoại em có để trên màn hình đó, đó là 0932075612. Đó thì rất cảm ơn chị bạn thời gian vừa qua đã luôn theo dõi kênh YouTube của Ken Audio cũng như là đã tin tưởng và ủng hộ mua hàng bên Ken Audio của em. Nếu anh chị nào mà mình chưa bấm đăng ký kênh á, mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha. Bật chuông thông báo nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em cập nhật những cái sản phẩm hot chất lượng trên thị trường hiện nay. Rồi thì quay trở lại video ngày hôm nay thì em sẽ test thử cho anh chị các bạn ha, cũng như là giới thiệu cho anh chị nào mình chưa biết đến. Còn nếu như mà mình đã biết đến rồi thì anh chị các bạn có thể xem tham khảo thêm nữa. Đó, thì ở đây á, là model một em bàn Mixer F4 Pro này. Có thể nói là xuất hiện cách đây chắc cũng gần 2 năm rồi anh chị các bạn. Nhưng mà về cái độ tiện lợi cũng như là cái hộp túi tiền và các cái chức năng của nó thì cho đến bây giờ vẫn được anh chị các bạn mình săn đón và tìm kiếm rất là nhiều. Vì vậy mà em sẽ giới thiệu lại cho anh chị nào mà mình chưa biết được. Đây là một cái giải pháp giúp cho cái dàn âm ly của mình hoặc là con loa kéo của mình. Ví dụ như cái dàn âm ly ở nhà mình xài đã lâu quá rồi, các cái nút chỉnh trên đó nó không còn có hiệu lực gì nữa, nó không còn chỉnh gì được cả, hoặc là thậm chí ngay cả cái cổng gắn micro ở trên âm ly đó nó cũng không còn ăn để mà mình gắn micro trên đó mình hát, nó không có hiệu ứng gì cả. Thì mình có thể đây là giải pháp, là một cứu tinh cho cái dàn âm ly của mình ở nhà. Chỉ cần một cái bàn mixer như thế này, nếu anh chị bạn mua một bàn mixer thôi, ở nhà mình đã có micro rồi thì một bàn mixer như thế này chỉ tầm 1 triệu mấy thôi anh chị bạn. Còn hơn là thay vì mình phải thay hết cả một cái dàn âm ly ở nhà thì nó rất là tốn tiền ha. Thay vì đó, đây là một cái giải pháp mình chỉ cần 1 triệu mấy thôi mình có thể khắc phục được và hát rất hay luôn, có hiệu ứng vang số rồi echo delay có đủ trên này luôn ha anh chị bạn. Và mình chỉnh một cái bàn nhìn rất là xịn sò. Em này thì có 16 chế độ vang luôn. Nếu mà anh chị nào mà mình muốn xem chi tiết em giới thiệu đầy đủ trên đây thì anh chị bạn có thể lên trên thanh tìm kiếm của YouTube. Anh chị các bạn gõ là Mixer F4 Pro Ken Audio. Đó thì em có cái video đập hộp cũng như là các cái video em giới thiệu kết nối làm sao, rồi cái video em hát test với các cái dòng micro không dây đi kèm ha. Đó thì hôm nay em sẽ lấy cái cặp micro không dây đi kèm, đó là cặp R20. Đó, nếu mà anh chị bạn ở nhà mình chưa có micro không dây mà mình muốn tậu luôn cả bàn mixer và một cặp micro không dây như thế này, micro đa năng tiền lợi, không chỉ mình có thể cắm được trên bàn mixer mà mình có thể cắm được trên cả cổng của loa kéo luôn ha. Đó thì nó rất là đa năng tiện lợi như vậy và có thể chỉnh được âm lượng trên tay mix đây luôn. Thì một bộ như vậy thì chỉ dao đâu đó tầm khoảng 2 triệu mấy thôi, 2 triệu hơn một xíu thôi anh chị bạn. Đó là đã bao gồm cho anh chị bạn là miễn phí ship ha, và có tặng kèm các cái dây kết nối đi kèm theo. Còn nếu mà mình yêu cầu những cái dây mà nó chi tiết mà nó tốt hơn thì sẽ có cái giá tốt cho anh chị các bạn ha. Rồi đó thì hôm nay em sẽ test trên con MR20 ha. Còn chị bạn mình muốn ngoài ra em còn rất là nhiều các cái mẫu micro không dây khác nữa đó, như ở trên màn hình em có để sơ các cái top 5 mà top 5 top 6 chị bạn mình có thể xem tham khảo nè. Đó thì bây giờ em sẽ xin nói lại ha, nếu như anh chị bạn mình chỉ ở nhà mình đã có micro rồi và mình chỉ muốn tậu một bàn mixer không như thế này thôi đó, để về làm một cái việc cứu cánh, một cái giải pháp cho cái âm ly cũ ở nhà của mình đó, thì như vậy một bàn mixer như thế này chỉ đâu đó khoảng tầm hơn 1 triệu một xíu thôi ha. Còn nếu như mà anh chị mình muốn lên đời luôn cho cả một cặp micro không dây luôn đó, một cặp micro không dây tốt như em R20 đây chẳng hạn đó, thì có thể đâu đó cả bộ vừa micro và vừa mixer đó là đâu đó tầm khoảng 2 triệu hơn một xíu ha. Đó 2 triệu hơn một xíu là em đã bao ship cho anh chị các bạn cũng như là đã có tặng kèm các cái dây kết nối ha. Còn nếu mà mình muốn những cái dây mà nó tốt hơn thì em cũng sẽ có giá tốt cho anh chị các bạn luôn nha. Đó thì anh chị bạn mình cụ thể cái giá là bao nhiêu, 2 triệu hơn xíu, 2 triệu hơn xíu đó là bao nhiêu, thì anh chị bạn hãy liên hệ
gọi điện thoại, và nếu tốt nhất thì mình nên nhắn tin Zalo anh chị bạn, để trên đó mình có thể trao đổi hình ảnh, nó sẽ tiện hơn là mình nói qua điện thoại. Không thì nó không có hình ảnh, mình sẽ rất là khó nói và cũng như là khó chốt đơn anh chị bạn. Rồi đó là em giới thiệu sơ qua, lát phía sau em sẽ có hát test thử cho anh chị bạn mình trải nghiệm. Ở đây là em lấy ví dụ cặp mic R20, ngoài ra em còn rất là nhiều dòng mẫu micro không dây mà em đã có test với Mixer F4 đây luôn rồi anh chị các bạn. Mình có thể xem bằng theo cái cú pháp là mình lên trên thanh tìm kiếm của YouTube á, bởi vì kênh audio của em đã là một kênh cũng khá là xuất hiện khá là lâu trên YouTube rồi, nên vậy anh chị các bạn cứ lên gõ trên đó là Mixer F4 Pro Ken Audio đó, thì nó sẽ sổ ra một loạt các cái kết quả mà em đã có hát test với các cái mẫu micro khác nhau, cũng như là giới thiệu đập hộp rồi hướng dẫn cách sử dụng có đầy đủ trên đó, để anh chị mạng mình có thể tham khảo kỹ càng trước khi mà mình quyết định chọn một nơi uy tín chất lượng cho mình ha. Rồi thì trước khi mà vào em hát test thì em sẽ nói sơ lại cái chính sách giao hàng và đặt hàng bên kênh audio của em. Nếu anh chị bạn nào mà mình đã theo dõi lâu rồi, đã xem rất nhiều các cái clip bên trên kênh audio cũng như là đã đặt hàng rồi, thì cái chính sách này không còn quá xa lạ, nhưng mà em vẫn phải nói lại, bởi vì mỗi ngày có rất là nhiều lượng khách hàng mới lần đầu biết luôn. Vì vậy em phải nhắc lại để cho anh chị bạn mình phải sẽ biết được cái chính sách ha. Đó thì là khi mà đặt hàng những bộ sản phẩm dưới 2 triệu thì em sẽ hỗ trợ anh chị bạn mình được nhận hàng rồi mới thanh toán, không cần phải cọc, không cần phải chuyển khoản trước. Đó, còn đối với những cái sản phẩm mà từ 2 triệu trở lên thì anh chị các bạn vui lòng cọc trước giúp em, thì bên em mới lên đơn giao nha anh chị bạn. Đó là em thống nhất ngay từ đầu, đó là về chính sách đặt hàng. Còn chính sách giao hàng thì khi anh chị bạn mua bên kênh audio của em là yên tâm ở chỗ em sẽ test hàng trước giúp cho khách ok hết rồi, bên em mới lên đơn giao. Và khi giao đến hỗ trợ anh chị bạn mình xem hàng không thử hàng, và em xin nhắc lại nha, xem hàng không thử hàng và xem hàng mình ngồi ngay tại chỗ shipper mở cục hàng ra xem giúp em, chứ không xách vào trong hoặc là xách ở vào những nơi mà khuất tầm nhìn nha anh chị bạn. Đó, để tránh trường hợp một số khách hàng đã cháo sản phẩm của em ha. Rồi, đó là chính sách giao hàng đó. Là em sẽ nói ngắn gọn là như vậy. Và nếu được nữa, đối với những cái combo, ví dụ như những bộ thu âm livestream chẳng hạn, thì nó rất là nhiều dây nhợ, thì nếu được anh chị các bạn nên có một cái video quay lại quá trình mà mình mở cục hàng ra đó. Để có vấn đề gì thì anh chị bạn gửi cái video đó qua Zalo cho em, thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị các bạn nhanh nhất có thể ha. Rồi ok, bây giờ em xin vào hát test thử cái bộ này để anh chị bạn mình cùng trải nghiệm nha. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, khóc chi em, khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hỡi đâu mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cánh biệt chung chung. Người thì mộng một trời cao sang, người thì còn chắn áo tay trơn. Nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lậu son. Anh không trách là em bội bạc, mà em ơi anh chỉ trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau chót chén ly bôi cuốn đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng phôi phai, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường.
rất là nhẹ nha anh chị bạn. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta, giữa đôi ta đã bao cánh biệt trùng trùng. Người thì mộng một trời cao san, người thì còn chắn áo tay trơn. Nên anh đã biết được ngày này. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lão son. Anh không trách là em bội bạc. Mẹ ơi, anh chỉ trách em sao em không nói thật lòng mình. Sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau chót chén ly bôi. Uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng phôi phai. Một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Xin em. Ok, đó là vừa rồi em đã hát test thử cho anh chị bạn, cũng như là đã giới thiệu rất là đầy đủ các cái option, cũng như tức là các cái bộ lần lượt khác nhau để anh chị bạn mình có thể tham khảo và trước khi mình ra quyết định mình chốt hàng ha. Đó, thì anh chị bạn nếu mà xem đến đây cảm thấy yêu thích video này thì có thể cho em một like. Còn ai chưa bấm đăng ký kênh á, mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh anh chị bạn. Bấm vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra những cái video mới chất lượng ha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh chị bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube Can Audio của em suốt từ trước đến nay, cũng như là đã tin tưởng và ủng hộ mua hàng bên Can Audio của em. Rồi bây giờ xin chúc anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.